giống giống cái mà chân quét không. Thôi không đi đâu. Ê, chợ ở đâu đây tớ? Chú ăn phở là gì? Em. Chú chú ăn phở là gì? Chú nấu gì vậy? Chú con ăn cơm phở rồi. Trời ơi, tôi chốt ông ra đây mà ông cũng gạt. Trời ơi, thấy ông chạy ngang đó là con biết rồi. Không mà tôi có tô mà, ông ăn rau được không? Vì anh với tôi. Con có con tô rồi. Tô gọi là sao? Là con vô kêu. À, ông kêu gọi hả? Tô? Ờ, ấy tôi phở luôn đây. Trời đất ơi, ông mà ông kêu mình chứ thôi trả tiền nha. Ai trả tiền tôi nghe, ai trả tiền. Đủ trả tiền. Ôi sao kỳ vậy? Có 35.000 mà thịt chèo nè. Không biết. Phở nhiều nè. Ờ, thôi vậy vô gọi ăn đi, tiền thì không biết. Chào mừng những người bạn chú dẻo kênh Tâm Chè nha. Trời đất ơi, bữa nay hết tiền thiệt rồi mọi người ơi. Đi mượn tiền đi ăn phở nhưng mà phải đem theo một rổ rau này các bạn. Nghe phở Hòa Vũ nè mọi người. Nghe phở Hòa Vũ nè các bạn. À, đầu đường Võ Văn Kiệt nha, đem theo một rổ rau. Trốn mạch ông Thánh Đăng Trần. Đang đi ra đây ăn phở chứ ông thấy một cái là ông chạy theo là mệt đó mọi người. Mời mọi người vô đây nghe. Nghe đâu nói phở đây ngon lắm các bạn. Chỉ có 35.000 tô à mọi người. Đặc biệt là 45.000. Thôi mời mọi người vô nha. Kêu tao phở nhưng mà phải đem một rổ rau cho ba lứa. Tao phở này nhiêu rẻ vậy mà chú? À, có 35.000 à các bạn. Thôi đặt cho đây này có tiền ăn được nha mọi người nha. Kêu phở tái các bạn ơi. Đó, không có tiền. Ăn phải đem rau để động mọi người. Các bạn ăn nha. Trốn phải lên trận. Được mọi người. À, ủa mà cái tô này sao ăn hết rau ta? À, vậy thì mình phải về đây. Bỏ vô đây các bạn ơi. Các bạn biết sao không? Dạ, tình hình kinh tế hơi khó khăn. Đem cái tô thần thánh của bà chè theo mọi người. Ê, mời mọi người nhé. Chơi qua đây không lẽ kêu 7-8 tô cũng gần cái khó khăn lắm các bạn. Nhưng mà ấy kì em giống cái mà chân quét. Thôi không đi đâu. Ê, chợ ở đâu đây tớ? Chú ăn phở là gì? Em chú ăn phở là gì? Chú nấu gì vậy? Chú con ăn cơm phở rồi. Trời ơi, tôi chốt ông ra đây mà ông cũng gạt. Trời ơi, thấy ông chạy ngang đó là con biết rồi. Không mà tôi có tô mà, ông ăn rau được không? Vì anh với tôi. Không được, mà con có con tô rồi. Tô gọi là sao? Là con vô kêu. À, ông kêu gọi hả? Ấy, tôi phở luôn đây. Trời đất ơi, ông mà ông kêu mình chứ thôi trả tiền nha. Ai trả tiền tôi nghe, ai trả tiền. Đủ trả tiền. Có 35.000 mà thịt chèo nè. Không biết. Phở nhiều nè. Thôi không vậy, vô gọi ăn đi, tiền thì không biết. Tôi đúng có tiền, tôi ăn rộng đây nè, thấy chưa? Rồi, hãy vô ngồi ăn cho vui nha, tiền ơi, nó trả nha. Vô, mời các bạn nha các bạn. À, tô phở để vô đây, không có thấm vô đâu hết trơn mọi người ơi. Chắc gãy đổ quá các bạn ơi. Thầy gọi là tôi ăn rau thì tôi trả tiền rau, không ăn phở không ổn, trả tiền phở nha. Nấu chứ là cũng trả tiền mà có cái là cái tô của con là đặc biệt. Trời ơi, hồi nãy tôi đã trả là trốn ông rồi. Tôi đã trốn ông, tôi ra đây tôi ăn rồi. Nhưng mà ông sao ông cũng hay thiệt á. Nãy sao ông nói gì tôi nghe coi. Tôi đi ngang đường Võ Văn Kiệt là con biết là cái mùi của là phở Hoàng Vũ là con đánh mùi là con biết là Út ở đây. Tôi có thể thấy Út liền. Đó các bạn ơi, bữa nay dám bà chè bà động 2 kg dao à các bạn. Các bạn hãy chứ chỗ nào cũng ngon bằng chỗ Hoàng Vũ nha, tôi ăn hết nước chấm này luôn. Ngon. Ăn mà người khác trả tiền á, nó ngon dữ lắm. Trước mà. Ăn mà người khác trả tiền mới ngon cái lúc mà ăn mà mình trả tiền mới mệt. Cái lúc nào cũng có là đi ngang mà nghe cái mùi là thấy cho Út lộc trái tiền con liền. Ngon quá các bạn ơi. Tô phở tái các bạn. Mà tái thịt đâu á. Thịt thấy ít mà rau thì nó quá trời. Ăn vậy mới no các bạn ơi. À,
chủ yếu các bạn mới đầm thái nước là húp mà không cần ngủ nữa các bạn. Không cần ngủ luôn. Còn cái nào ăn không cần trả tiền luôn không? Quá ngon. Trời ơi các bạn ơi, quá ngon các bạn ơi. Nước quá ngon. Không lẽ cái số của tôi là không có chạy thoát khỏi ông hả ông? Có hiểu. Trời ơi con là cháu yêu của ông mà. Dạ gì. Dạ ông chỗ nào cũng muốn đi kiếm được hết trơn á. Hai gì vô đó đó. Mời mọi người nha. Mời mọi người nha. Mời mọi người nha. Rồi vô lát bò nào lát bò đấy nó bự như vậy nè. Mà thấy quá ngon của Hoàng Vũ luôn. Của Hoàng Vũ quá ngon luôn hả? Nhưng mà ông ăn ông nhớ trả tiền ngon nữa. Có. Nãy thiếu nước các bạn. Xin chủ quán Hoàng Vũ quá duyên thêm miếng nước mọi người, làm thêm tô nước nữa cho nó thấm thấm mọi người ơi. Chứ sợ không đủ ăn. Trời ơi, ai ăn phở rất ngon mọi người ơi. Ăn rau cũng rất là ngon luôn các bạn. Nói mọi người đừng có buồn cái là con không biết ăn rau, con ăn phở với nước mà mọi người ơi. Vậy là ông dạy hơn tao phải không? Dạy hơn tao hả? Ăn rau không được hả? Quá ngon rồi. Tôi hỏi là có một không hề. Trời ơi lặn lội nãy giờ mới gặp em đây bò ơi. Mời các bạn nha. Thôi mọi người ơi, bây giờ tôi ăn hết phở hết bò và con ốc nước thì nó quá ngọt luôn, ốc cạn luôn nha mọi người. Ốc cạn luôn đi, nhớ cho tiền đi nha. Nhớ vô cho tiền rồi về nha. Ê mời các bạn nha. Bà chè, tiền rau nhiều hơn tiền phở. Rồi, hết nha mọi người. Đó, chỉ là hết phở, hết ớt là còn được là một miếng ớt cho mọi người, cay quá. Rồi. Còn mình để bò bên đây nè. Đấy. Ngay đầu đường Võ Văn Kiệt đó các bạn, nhà với Nguyễn Huệ ở 35.000 tô đây mọi người, ngon lắm. Cameraman vô đây được luôn á các bạn. Ủa cậu ăn rồi sao không về đi? Không nợ chú Út trả tiền mới chờ về chứ. Tôi bữa nay không có trả tiền, nay tôi mua gạo mà mẹ. Rồi mọi người ơi, thôi cảm ơn chú Út máy bay ở Bình Chủ rồi về. Cái gì? Ông về hả? Dạ. Trời ơi, trả tiền nữa rồi vậy? Không rồi. Trời ơi các bạn ơi, tao không có tiền mua rau đậu mà gặp ổng nữa các bạn. Bỏ tay em luôn, ông cháu yêu. Bỏ tay em luôn. Đi mọi người nha. Cháu mỏng mà còn không tốt. Thua rồi. Thua không cháu yêu rồi các bạn. Chắc chém trốn rồi mọi người ơi.
Ông đi đâu vậy ông cháu yêu? Ông đi đâu vậy? Ông đi chơi. Ông đi về đi. Bạn ơi, cầm cái tay không nổi các bạn, cầm một tay không nổi. Ở đây rất là ngon luôn mọi người, ngon mà rẻ nè. Ông chơi yêu, ông ăn cái lô này không? Thơm mùi nhen chứ không phải thơm mùi bọt các bạn. Ơi, làm cho hết rồi các bạn ơi. Quá ngon. Các mọi người ơi, vậy là ông cháu yêu ông quăng lũ đạn nữa rồi các bạn ơi, bữa nay bị ông cháu yêu quăng lũ đạn nữa rồi. Các bạn nhé, hẹn gặp lại sau nha, bye bye mọi người.